Hello, xin chào các bạn. Mình là Trung Thanh, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn gửi đến mọi người đó là một sản phẩm mới, đó là Lo Titan F712V3. V3 theo rất là nhiều sự yêu cầu của anh em. Thì hôm nay công ty đã cho ra mắt mọi người một cái dòng lo F712V3. Thì mẫu V3 này nó khác những cái mẫu V1, V2 nó như thế nào. Thì mình đã nói chi tiết về cái mẫu V3 này nha. Thứ nhất là cái V3 sử dụng toàn bộ là củ BNC của Italia. Toàn bộ là củ driver. Driver là cái củ bass. Bass thì củ chép. Thì cái cấu tạo của nó thì cũng giống như cái V2. Thì V2 thì sử dụng củ bass của Thái Lan. Củ chép được đặt tại nhà máy China. Còn là cái V3 là toàn bộ sử dụng củ BNC của Italy, nên là của nhập khẩu 100%. Nên cho cái chất âm nó đặc biệt, nó là khác hơn, nhưng giá thành nó rất là cao nha mọi người. Giá rất là cao. Thì hiện tại nếu mà một cặp F712 V3 V3 này thì giá nó là gần 40. Nên hiện tại giá rất là cao, là cho những anh em nào thích những cái dòng cũ BNC, chất âm của nó dịu, nét là chi tiết. Thì mọi người cũng biết là sản phẩm mang những cái cũ driver nó mắc tiền, thì lúc nào nó cũng giá trị nó cũng cao hết. Nên nó là không phải mình nói là những sử dụng những cái dòng là thấp mà nó không hay, không phải, nó phù hợp. Ví dụ như là túi tiền của một khách hàng thì nó cũng vừa phải. Nên là người ta chọn cái V2. Còn những dòng thấp nữa, những dòng mà người ta anh em không có điều kiện mà thích những cái dòng loa titan thì chọn cái V1. V2, V3. Thì hiện tại cái cũ V3 này thì trong tuần sau sẽ xuất kho tầm khoảng 50 cặp nha mọi người. Thì toàn bộ sử dụng củ bass BNC là Italy 100%. Sử dụng cũng là hai chép 450, hai bass là 30. Thì một cặp này thì số watt của nó thì nó cũng tương đương với cái của V2 thôi, mà nhưng nó cho một cái chất âm nó khác hoàn toàn, nó mềm mại hơn. Hợp những anh em nào thích những cái dòng lo của BNC. Đặc biệt là những cái mẫu lo này anh em có thể ghép chung được hết tất cả những dòng V1, V2, V3 mà khi sử dụng nó là cái họng chép, cái mẫu họng chép kiểu 2022. Cái mẫu này là cái họng chép này là của Linh Nhật Gây nha mọi người, chứ không phải là nó một cái họng chép bình thường để cho mình sử dụng lo thùng. Đặc biệt những cái model V3 nó có một cái logo chữ V3. V3 nó nằm góc bên tay phải, góc bên tay phải nha mọi người. Thì anh em nào đã nghe được cái dòng cũ BNC thì anh em cũng biết đó là một cái chất âm nó như thế nào. Thì mình sẽ công bố toàn bộ cái đáp tiếng, cái pha của cũ BNC cho cái V3. Là mình sẽ in vào một cái miếng giấy, mình gửi kèm theo cái thùng đó, watt bao nhiêu, chọn men nào phù hợp đó. Thì mình sẽ để tất cả, mình có là đề xuất anh em sử dụng men bao nhiêu watt phù hợp. Tại vì mọi người biết á, là một cặp lo giá trị là tầm 30-40 triệu, thì mọi người cũng biết là nó rất là cao. Có thể nhiều người á, là làm biết bao nhiêu tháng mà mới được. Nên là mình rất là muốn cho mọi người sử dụng những cục men nào xài cho nó phù hợp. Mọi người chỉ cần một cặp này thôi, mọi người đánh từ 400-500 khách đi theo với một cặp súp kép nha mọi người. Mọi người làm show là 400-500 khách là ok. Đặc biệt những là mod đó là nó của BNC này lắp cho cái lo V3 này là một cái cải tiến rất là nhiều, rất là chỉnh chu của Titan. Nên mọi người chờ đón nhận sản phẩm mới của Titan nha. Thì những cái dòng mà theo mình á, thì những cái dòng phù hợp anh em đi làm show tầm trung
thì mọi người chọn cụ V2 là ổn định nhất. Thứ nhất là giá tiền nó rất là ổn định. Mọi người đi mua đồ gáp giảm giá hơn 20 triệu. Còn mọi người cũng biết là Titan thì hỗ trợ cho mọi người hết tất cả, như là 26 triệu 8 là cặp F712 V2 thì sử dụng cụ bách Thái Lan. Mọi người cũng biết là bách Thái Lan bây giờ giá rất là cao, chứ không phải giống như hồi rẻ như hồi trước đâu mọi người. Giá rất là cao. Hiện tại bất cứ một cái sản phẩm nào nhập cũng đều giá cao hết. Đặc biệt là từ cái đời mà F72 V2 từ hồi tháng 5 tới nay thì sử dụng là dán là gỗ bạch dương, dương dán màu trắng đó, thì nó cho một cái chất âm nó ra nó khác hoàn toàn nha mọi người. Đó. Nếu anh em nào mà có quan tâm đến những dòng sản phẩm cao cấp của Titan, đó là từ cái dòng V3 trở lên, thì anh em được sử dụng những nghe chất âm những của cái cụ driver, là cụ bass và cụ chép, toàn bộ là nhập khẩu châu Âu của BNC Italy 100% nha mọi người. Đó. Hiện giá của nó là đâu là sắp xỉ trên dưới 40 thì mình cũng chưa xác định được nó giá là bao nhiêu chính xác được, thì mình muốn gửi đến mọi người có quan tâm, mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Thì bây giờ nếu lên đơn hàng thì mình có nhận đơn hàng từ ngày hôm nay. Đó. Đặc biệt cho ra một cái sản phẩm này nó có giá trị và tinh tế hơn rất là nhiều. Anh em có thể là anh em so sánh cho cả các hãng cùng phân khúc ha. Thì đặc biệt là mọi người biết là cũ càng mắc tiền thì nó giữ được một cái chất âm lâu và ổn định nhất nha. Hân chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người cả video tiếp theo. Bye bye, xin chào mọi người.